Khang Trương, Alo. dây lòng SOS. Thì nó không chín à. Hùng chín suối, này chim TikTok luôn. Chim hết, chim hết, chim hết. Bây giờ quên bật, mà ông cứ thấy đen thì bảo tao thôi, thế sao giờ. Ai à, ai à. Ôi giời ơi, nó sẽ lên phép luôn, bọn tem nó thiếu phép cái gì á. Tem nó thiếu phép cái gì á, tí nó lên xong phép vô là đầu là đi. Tốt luôn này. Bên này thì ấy, có, chim ba bên luôn. Rồi nha, chém trước nha mong ơi. Cứ chém thường thôi. Nó đánh đầu lại mong mà. Cái con gì đánh lại mà thầy gì thời một đâu. Mấy con, được mấy con. Khang Trương, con gấu đó lên AP đam nó to ác lắm. Ừ, to mà không không đánh được mình đâu. Mình có hơn thì đốt rồi mình giá cho con à. Ờ, à, ghê. Cứ nhìn lính từ xa mà farm đi, mà nó hơn cấp trước kìa. Khoai nha, má ơi. Để nó farm được nhưng mà đừng để nó hơn cấp đâu mà. Hơn cấp là khó thở luôn á. Úi dồi ôi, chết, nó mất lát rồi. Giời ơi, đau đấy nhỉ. Sợ thật đấy. Tốt rồi cũng chứ. Chết rồi. Chết nó bắn đâu nhở. Chết. Nó rừng chưa ra nó thôi. Sợ rồi đấy. Nó ra luôn rồi. Đi luôn rồi. May quá. May quá mọi người mà. Okay. Nguyễn Văn Hoài, nó đứng lại đánh là chết rồi. Không chết nổi, nó vá được chắc 80 máu rồi, mình chém độ đam á. Mình chém nhiều hơn nó chứ, mình cầm nhiệt độ mà nó cầm cái ấy. Thế ra là nãy giờ nó đẩy lính lại á. Nhưng mà lính nó farm có 37 lính à. Đẩy lính nhiều mà farm nhận được bao nhiêu à. Bây giờ chưa biết đành nữa chứ. Bớt đánh người khác lại được không? Bớt lại đi, yếu xìu rồi đó. Trời, à, sao? Nó vô rừng nó núp kìa, không núp luôn. Tốt vậy ta. Rồi chắc có rừng ở đây quá. Chú gấu đần, nãy giờ mình chưa đụng được cái trụ luôn, giờ cho đụng tí đi, nghe dính cái boss này. Đụng trụ chứ mong đánh không đụng trụ là lỗ còng lưng á. Đánh vậy bao giờ mới lời để nó bị phít như thế mà nó còn ăn được tắt trụ này nghe không? Phít được như thế nó gần ăn được hai tắt trụ là mình chưa đụng được trụ luôn. Tính anh sư dạ mà. Nó hơi lính thương quá ta. Hay lý nó boss rồi đấy. Nó không đậy là mình đơn chứ dạ chứ. Nguyễn Minh Phúc. Còn y rừng có mắc em không bác? Y rừng mắc quy. Lên tầm 2-3 cấp quy. Rồi đến mắc e đi. Gấu này nó cắm mắt. Okay. Bỏ tầm 5-7 con lính nhận có sĩ giả cũng là cung lời á. 22 giây quân tây gấu một càng rơi máu. Nguyễn Minh Phúc, bác đánh y có sợ gặp Ramus không? Không, mất không dễ mà, không khó đâu mà. Sợ gì biết.
nó côn tì nè không ơi, phải liền cho nó. Mày có vừa đủ đam luôn. Trời ơi. Có ngày đầu tiên tao chơi Varus. Có chơi gì. Xong rồi sau đó tao tập đánh Varus, tao đánh nhiều á. Đánh Varus thích lên cái cung linh, cái cung cung ba tia đúng không? Cung ba tia không? Nguyễn Minh Phúc, sợ Ramus, gặp Ramus khác gì bỏ kiến đấm tay không với nó. Ai đánh nhau với nó đâu mà. Nó yếu xìu á, mà tính full đồ nó đánh đâu lại mà đâu. Đâm. Mình không cần nữa thì dệt, mình cần nữa thì dệt 7 chục đấy giờ, nhưng mà được tí máu đi nữa. Được khoảng 100 máu nè. Victory này vậy. Đặc biệt này. Cái gì chứ mọi người, nó kiểu nó Hàng xanh chương. Mất cái gì chưa mặt cười khác người xanh, à. Cùng rồi. Mùa với cóc mau đao tím cuồng đao. Ồ, thì em đang lụng lụng lại nha rồi. Uf, còn rừng luôn, còn rừng là còn mấy nha. Còn rừng là còn farm. Ưu tiên farm rừng trước không ạ? Không farm tiếng Elite nó farm á, rừng của mình mà nó phải có Elite đâu. Còn rừng của tôi mà. Rừng của tôi phải farm thôi. Cái gì ta? Phải Elite đây quá, nhìn nó láo chứ hả? Khùng lý chứ. Bên đồ đinh, chắc gai. Hải Hà, cái mùa đó cứ đao tím với cuồng đao xong mắc tanh sợ khiếp luôn. Xem có người đây quá mọi người. Nhìn nó đánh cao cao này, thôi dẹp. Chơi tí đó. Nghe lít kìa rồi. Son. Gấu. Gấu giờ full DPL đó mà, full tóc, full theo. Tóc theo ulti, chắc là 4 solo rồi lắm rồi đấy. 4 solo rồi lắm rồi đó mọi người. Nhưng mà nó không biết là tao đánh thường nó không ngợp đâu. Nghĩa Văn Hoài đang đánh rank CTA à? Kim Cương à, kêu chương 3, 2 à, nó không biết là tao ulti, tao chém thường là chết rồi, đâu cần ulti cũng đụng đâu. Biết à, biết là có non nha. Mực à. Mực thì tìm mắt ta gì à. Mực này có mấy mắt. Mực này có 8 râu, tao có 8 mắt á, gọi ông. Có ăn được không, có làm được không. Thanh Tung, quay lại khô máu nó luôn. Rồi, tha nó đi. Giết thì giết nó được, bắt biến rồi xong rồi chắc là đánh, chắc chém 3 cái chết chứ mấy. À, giết nó làm gì đâu, để tí làm cái nhiều chuyện nó to lớn rồi đúng không ạ. Uống nước bụi mít đó, thằng super lên thì phải, mực lên á. Tôi chưa có tiếng phép nữa. Xin chào Tiến Y mình là Đạt Tao Ní. Gấu này thì hiền ha, không ăn quái rừng đi. FAI Hosper Việt Nam, sao thi thoảng phải về kết vậy anh? Tại tạo đòn đánh à, chính chục ba cái này nữa ha. Ai à, cái gì nghe chứ. Ai cả trường đặt sống luôn kìa. Cái này game này bị được độ đúng không à. Em được độ rồi. Game mà tôi mới thắp nhang thôi mà, nãy tôi mới thắp nhang xong. Ai cả trường đặt. Không nghĩ được ta đã sống luôn đó chứ. Một tình yêu yêu vội vã chẳng bận tâm đến người. Ok à, chạy được à. Giỏi dữ rồi ta. Giỏi dữ rồi ta. Chạy được không bro. Tức có giày á. Bà mấy con mực con mà luôn. Chạy mấy con mực con mà luôn làm gì tao.
Má ậu rồi đó. Chúng chú tôi kín nữa rồi. Bà luôn. Này đụng hôm TH nay mình tâm này. trạng, cậu làm gì tao? Mặt cười lộn ruột. Em để làm gì cho mình kinh nghiệm ngồm. Tốt luôn này. Khi em chưa có thắng đâu á, vậy thì sách lực. Em mình chưa có thắng đâu á, đánh lùng lùng là đi đấy. Khang Trương, làm gì nhau xì? Mà làm thịt luôn. Ngồi không chết rồi mà. Em chết. Chứ ông Quyết đánh là tôi thế Duy, nào đâu mà. ham xem lại anh quá nên bỏ làm bị ông chủ đuổi rồi. Ê, cha con gấu là cái gai rồi, ghê thế nhở. Ê à, con mẹ mày, con lợn này, chết tao, chạy. Ê, trời ơi, lì thế nhở, chạy luôn nó về luôn. Let's start over. Sao ông không vác con này đi rừng cho dễ khai thác? Top dễ chơi hơn. Khai thác hay thế gì. Tính là nó cụ thằng mít với bạn rừng nó đép. Quên rừng với mít với top có đép luôn đó. Em đánh hơn người mà vẫn không lạ. Ờ, chị em gấu ở Tướng, châu. Đội top khỏe hơn rừng nhiều. đối thủ không ạ. Có sức ba nó nè, có sức ba nó nè. Sức ba nó đúng không? Sức ba nó đúng không? Ba lắm cái gì, nhìn cái mặt nó biết thích đánh nhau rồi. Cứ xìu nó cứ hỏi Tài gió đây. si, nhận kèo solo không ông? Không solo đâu mà. Nào, bạn solo xong chạy đâu không. Nếu có bộ đoạn bộ la xanh thì phải. Ui, cái này biết vào. Chưa mua quần đeo luôn. Xin ra sợ tao quá lên cái đồng hồ này chơi chưa lên đồng hồ nó đang một xe cũng mười bốn luôn chứ mình không đánh có mấy khi ngàn nhau lặng nhà với biết bao ồn ào bên trong căn phòng tối thôi mà anh cho câu với con gà nhá chắc có người đây á không có luôn top lại rồi nè về quá có khi cùng đeo chém mày chuối đấy kiếm thì chuối đấy nhưng mà không đủ châu á mà phế cũng thành xanh mà xanh cũng thành phế à kiểu vậy kiểu té nó phế đúng không nó có thể kéo lại thành xanh luôn đẹp thôi lại vô lại vô ra chuyện giấu thì dễ không nhưng mà thị đâu đợi tên sau đó đợi tên sau lính vô điên rồi chém ba cái bảy chỗ rồi à. Con nào mới gì nó mở lại tôi qua đà quên bên ta nổi chứ đợi ấy nó ở lại là nó hồi máu của tôi là làm gì đó là câu câu Evelyn tí tôi hồi máu lại tôi ban luôn rồi Sài Gòn Sam Studio đánh áp về cây cây không áp cho leo gan được nhìn trong cách đấu đi top với thằng bậc nào lại Na Uy Nai Ai giờ lâm 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 lâm
Bạn đã xem chưa? Có đăng ký kênh, nhớ đăng ký Đức kênh nữa rồi đó Huy, nha. chém vậy mới được nè. Chém vậy mà lên rành chứ. Nhìn kỹ nha. Không flex, không flex, không flex. Không flex, không flex, không flex. Ấy giờ. Top 1 Master Yi đang đại cao thủ chém vậy là đúng rồi gì đó.